Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khảo Nam ơi. Và tiếp tục chúng ta sẽ nghe mình đặt nghe mi bóp của ảnh của mình cho Nam ơi. Vừa rồi thì con nghe mi này Khảo đã ăn được cho mình đó là 200 cái bánh rồi, 200 bánh hôm trước rồi. Thì bây giờ Khảo sẽ ăn thêm 800 cái nữa được mát nữa nè. Rồi, 800 cái, ok. Rồi, lên hoa sơn cảnh ngay trước anh em xem. Một nơi anh nghe mình khá là quen thuộc. Đang nghe miếng búp nha nè, miếng búp Khải nè. Đó, 75 cộng 5 tháng lô. Rồi, hiện tại là đang 103, hạng 412. Anh sâu là khoảng tầm 105 nè mà, gần 105 á. Được 3 tỷ. Hiện tại là 1 tỷ tư mới được một cốc, khoảng 1 tỷ rưỡi nè mà. Ok, anh em cho xem nè. Cánh nè, 800 cái nè mà. Tìm thị tinh nào, tìm thị tinh nào. Một viên thủy tinh nè, mới cái đầu tiên có viên thủy tinh thấy ngon ăn rồi ạ. Một pháo nè, một pháo này được bắn lượng giác tăng thôn nè mà. Có thể ra bắn cống nghiệp phù dung, kỹ năng hiện tiềm năng. Hai viên thủy tinh, ok, hai viên thủy tinh ngon lành cạnh đào. Có hết 800 cái này là được nhiều rồi. Ôi trời, quá tổ đại nhiều, một tinh hồng, quá tổ đại nhiều chứ vậy. Ui, viên thủy tinh nó ngon. Quán làm 5-7 viên thủy tinh bù lỗ nè em ơi. Này hiện tại giá trị nhất là quán thủy tinh nè, ôm được một nấm kỹ năng. Nấm kỹ năng hiểm mát nè. Nấm kỹ năng hiểm mát. Ốc cấm 104 nè. Cứ một event là chúng ta sẽ có quyền ăn được hai kỹ năng từ event nha nè. Và cũng như là 10 điểm tiềm năng từ event nha nè. Anh này khá ăn mát nè. Hai nấm nè, hai nấm, hai kỹ và hai tiềm nè. Là my boss. Quán tửu ôn phúc duyên thì tiền thổ lộ. Anh em đang theo dõi thì đừng quên cho Khảo một like, chia sẻ, ủng hộ chơi ở cái lần đầu tư ngày mới bóp này nha nè mày. Bóp thì bóp, như muốn xe cho xe một kiểu xe, muốn khỏe và ăn hết cả xe muốn bạn được nè mày. Thế là hám thổ lộ có 250-300. Tiền thổ lộ. Một viên thì tinh nữa, 4 viên này ngon nè. Ngon ăn nè. Ui, ngon ngon. Con này ăn thì tinh nhiều nha. 5 viên thì tinh rồi em ơi. Ngon á, con này ăn ngon á. Có vẻ lời em ơi. 5 viên thì tinh là kiếm được gần 2k rồi. Ngon. Con này ngon luôn, 2 con boss nữa. Con này ngon hơn con nghe mùi trưởng lúc chưa video trước nữa mà. 5 viên thì tinh thấy ngon ăn rồi. Cái làm thêm viên nữa mới uy bài luôn nè. Làm thêm một viên nữa mới bài luôn nè. Một ạc anh mắt anh tốn 7 kim dịp thành chốc rồi. 7 kim rồi nè mày. Nhìn tên nữa ơi. Đứng rồi nè mày, hết rồi. Rồi ok. Bây giờ cắt bớt cái đồ à. Cắt bớt đồ à. Thường dương trung tâm. Có thể là như thế nào cho anh em xem nha. Có vẻ con này lời nè mà. Con này đồ ra nó khá là ngon á. Biết mở phát cuối như thế nào đây. Rồi cho anh em xem, thống cơ anh em xem nha. Đây. Đầu tiên là với 7 kim thì nói chung là cái lần này ăn 800 thôi nè mày. Lần trước ăn 200 không tính, lần này 800. 800 nhân cho 7 số một cái, 7 số một bánh thì khoảng tầm 5 kim 6. Ok, 5 kim 6 còn lời lỗ nha. 5 kim 6 được 2 này. 4 này, 5 viên thủy tinh này. 5 viên thủy tinh là trung bình 300 xu là 1 kim rưỡi nè. Đó. Cộng với 5 pháo, 5 pháo là khoảng 500 xu nữa là 2 kim này. 2 kim này. Cộng nè. Viên tinh hồng 100 xu nè. 2 kim 1, 2 kim 1 nè. Rồi cộng với mấy quân quốc tiền đại nè, quốc dân đại nè, quân là quốc tử đại nè. 3 4
5. 5 là 300 này. 4.2 này, 4.8 là 500 này. 500 là 2.600. 2.600 đến kỹ năng được 400 xu là 3.000. Đó, 3.000 là 3.000 rồi. Một đồng bài boss, hai đồng bài boss được 2.500 nữa. Còn 125 được 2.500 là 3.000 nữa. 3.250. Yeah. Yeah. Có từ vấn đề nhiều. Mấy bên vừa tiêm loại 1 2 3 4 5 6 7 7 7 bình những bình quốc tướng nữa là cho 10 bình này. Là đây 8 này, 110 bình này. 10 bình là được 150 xu nữa. Là 3.400 xu. Rồi. Ok man, 3.400 xu rồi. Được á. Thu được mẻ này 3.400 xu thấy vẻ không ạ? Hello Nam mới vô nha. Kính chúc anh em xem video vui vẻ nha Nam. Rồi 3.400 anh em ơi, tiếp tục nha, cái cuối cùng nè. 3.400. Kháng cả năm một cái khui gậy thiên la hán thì dân giới cho không minh thạch được 200 xu ơi. 200 xu là 3.600 cộng một màu là mày boss là 125 3.750 3.725 3.725 nếu mình bán khui cái gì vậy? Bên trong chứa một phẩm khui chọn một lượng mày boss nữa 125 nữa 3.800 hết rồi em ơi. 3.800 vãi đạn, cái này cho 200 xu nữa. 4k 4k 50 rồi thị trường giới 150 xu 4.200 rồi 4.200 em ơi. 4.200 ok, chúng ta sẽ tiếp tục ăn cái câu chữ nè em ơi. 4.200 cái này cho khoảng 200 xu nữa nè. Cái cá nhân này là 4.400 4.400 nè. Rồi, nhà khách sẽ mở mấy cái túi cuối cùng. Này, cái chiếc túi này anh em ơi, chiếc túi mà hên xui ra ra phi phong rồi anh em ơi. Không đâu. Trời, không có phi phong anh em ơi. Rồi, cắn không phi phong. Này khai mở được 8 cái ra phi phong kỹ năng, này cũng ra rồi. Rồi được 4k4 nè mà. Thu về thì được tổng 4k4 thì Khải lỗ cái lần này là khoảng 1.2 thôi nè mà. Lỗ 1.2 úp được 2 cấp. Ok. Lỗ 1.2 úp được 2 cấp. Này Khải tăng chưa mất được cái này luôn. 1.2 đúng là 2 cấp. Khải cho phô độ mát này. Con gái thân âm mát này. Thân âm đặt móc 30. Này xe mát ta. Xem mắt, anh thân âm mắt được bị có người mình trưởng âm này. Rồi. Rồi, nói chung thì lỗ 1k2 nè mà. Nhưng mà bù lỗ mình là được, tăng được cho mình được gần 3 tỷ kinh nghiệm nè mà. Gần 3 tỷ kinh nghiệm up được từ 1.3 lên 1.5. Rồi. Chung là tương đối ổn nè mà. Tương đối ổn, không lỗ gì lắm đâu. Đây là bánh ca dạng. Mới gồm bánh này là bánh thường ăn mát nè. Rồi, phải dịch qua xe đó. Có phải coi thử nó lên được kháng tất cả không ta? Lên được kháng tất cả không? Tại những người thấy đang gọi này. Được rồi. Còn lên được kháng cả năm, 75 cộng 1. Bài boss này. Cá nhân này. Rồi ok được rồi. Giờ đang khả từ nó úp nó được kháng cảnh 75 cộng 1 rồi mà, kháng lo 75 cộng 1 kìa. Vì đang chuẩn bị nó kháng cái coi một kháng cảnh đâm rồi mà. Không lên nổi rồi mà. À kháng cảnh đâm nó thiếu bậc nạ rồi mà. Không lên được 75 cộng 1. Là
300 mẫu rồi. Nếu mà lên gần 1 cố gắng lên em đây không lên được là nhiều. 59 kèm với cái này 29 nhưng cái này 5 nữa là 34 rồi. 59 là hiện tại này, kèm với cái này 29 cái này 5 là 34. 34 là sập rồi đây. 59 cộng 34 93 trừ 75 thiếu 2 điểm nữa mà, thiếu 2%. Thiếu 2% nữa đỡ đạt 15 cộng 1. Nên là không sao, sai cái số lượng được. Thiếu 2% nữa mà. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video này nha em ơi. Và không gì hơn thì kính chúc em ngày mới vui vẻ nha. Rồi thì Khải cũng đã ăn thành công Game Boop nha em ơi. Game Boop này có thể nói là Game Boop chống bàn này mà. Bàn này, bàn Khải chắc là con Game Boop của Khải này là cấp cao nhất rồi đó nè. Hiện tại chỉ còn vài cấp nữa thôi. 2, 3, 5, 7 7 cấp nữa. 7 cấp kèm với 6 điểm này nó là mát phổ độ chúng sinh em ơi. 7 cấp là khoảng 112. 112 và kén khoảng tầm mấy cái kỹ năng nữa là 6 kỹ năng nữa là mát phổ độ chúng sinh anh em. Đó. Này 2 cấp này, 3 này, 5 này, 7 này, đúng 7 cấp nha anh em. 7 cấp là khoảng 112 và kèm với 6 cuốn kỹ năng nữa sẽ đạt phổ độ mát nha anh em. Mát 20. Rồi. Khải sẽ off và cũng như là chuẩn bị đi hoạt động đi boss với bạn nha anh em. Kính chúc em ngày mới vui vẻ nha, đừng quên xem like và cho Khải một like cho em hồi chơi lần anh em mình bánh sinh nhật 7 năm của cụm võ công truyền kỳ .net nha anh em. Đó Khải đang mát nha anh em. Evan vạn Khải không anh, tại vì xe Evan vạn không có tiếng vạn mà anh em ơi, vạn hiếm lắm.